Rồi, thì nhắc lại ha, trong cái bài toán này thì hôm bữa là chúng ta học bài toán thuận. Bài toán thuận là những cái bài toán mà đề bài đã chỉ cho đề bài cho sẵn hết những cái số môn ban đầu rồi và yêu cầu chúng ta tính cái sản phẩm lúc sau. Và ở đây có một cái lưu ý, đó là nếu như mà đề bài nhắc tới cái chữ sau phản ứng, tại trong cái bài toán thuận này rất là nhiều những cái câu hỏi người ta hỏi những cái ví dụ chất rắn hoặc là muối sau phản ứng ha các bạn. Vậy thì nhớ là sau phản ứng sẽ bao gồm hai thành phần, thứ nhất là sản phẩm, thứ hai là chất dư. Được chưa? Mình đừng có quên cái này ha. Rồi. Vậy đối với cái bài toán này thì mình làm như thế nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ viết phương trình. Cách số 1. Cách số 1 là chúng ta sẽ viết phương trình. Và để viết phương trình được thì các bạn phải làm gì bên ba bước. Hai bước thứ nhất đó là mình xác định, mình viết các cặp oxy hóa khử và sắp xếp theo đúng cái dãy điện hóa ra trong những cái bài toán mà anh đã hướng dẫn cho các bạn này. Thấy không? Rồi, dựa vào cái dãy điện hóa mini đó, chúng ta áp dụng quy tắc alpha để các bạn xác định xem là có thể có những phương trình nào xảy ra. Tức là có thể có những cái chất nào, cặp chất nào tham gia phản ứng. Được không nè? Và nếu mà có nhiều cặp chất tham gia phản ứng thì chúng ta phải xét tới tiếp tới bước số 3, đó là mình xét cái thứ tự phản ứng. Coi coi là cái cặp nào, cái phản ứng nào xảy ra đầu tiên. Và mình nhớ cái quy tắc là gì? Cặp xa nhau thì phản ứng trước. Được ha các bạn? Rồi, vậy các bạn có thể viết phương trình. Viết phương trình, nếu mà viết phương trình phân tử ví dụ như là CuSO4 cộng Fe thì bạn cân bằng theo kiểu phương trình phân tử giống hồi lớp 8 mình làm ha. Cái kiểu thứ hai đó là cân bằng theo oxy hóa khử, thì cái cân bằng theo oxy hóa khử này là chắc chắn là đúng, được không? Và có một cái kiểu nữa đó là cân bằng theo điện tích, thì không phải lúc nào cũng cân bằng theo điện tích được ha. Trong những cái trường hợp mà ở bên trái và bên phải thì mỗi bên nó chỉ có một cái ion thôi thì mình có thể cân bằng điện tích được, được không các bạn? Còn những cái trường hợp khác thì nó khó hơn chứ phải không, được, nó khó hơn. Ok ha. Rồi đó là cái cách để chúng ta cân bằng phương trình. Và sau khi các bạn viết phương trình, cân bằng phương trình rồi thì mình chỉ cần thế số môn vào là xong ha. Và đối với những cái bài toán mà có nhiều phương trình phản ứng thì các bạn nhớ là viết từng cái phương trình và thế số môn vào từng phương trình đó. Và sau cứ sau mỗi phương trình như vậy thì mình sẽ xác định xem coi có chất dư hay không, và nếu dư thì dư bao nhiêu. Là cứ sau mỗi phương trình mình phải xác định coi là cái chất ở phía trên nó dư bao nhiêu. Được chưa? Và tiếp tục mình lại tiếp tục mình viết cái phương trình thứ hai ha. Rồi đó là cách số 1. Cách số 2 đó là gì? Cách số 2 đó là các bạn vẽ cái sơ đồ oxy hóa khử ra. Được không? Mình kẻ sơ đồ oxy hóa khử ra. Chúng ta xác định những cái chất phản ứng đầu tiên mình viết ra, sau đó mình thế thử số môn tụi nó vô. Cứ bên nào lố thì bên kia các bạn thêm phương trình. Đến khi mà hết rồi không còn thêm được phương trình nữa thì các bạn phải chỉnh lại cái số môn. Thì hôm bữa anh có hướng dẫn cho các bạn cái cách bảo toàn electron rồi ha. Thì bảo toàn electron nó sẽ gọn hơn khá là nhiều và nó đỡ rối ở cái chỗ đó là mình phải không cần phải xác định từng cái phương trình cái chất dư nó còn bao nhiêu, được không? Nó đỡ rối hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì cách này thì các bạn phải hiểu, phải hiểu rõ và phải sáng suốt thì mình mới làm không bị sai các bạn ha. Rồi, đó, anh ôm sơ cho các bạn những cái quy tắc để chúng ta làm cái bài toán thuận. Nhắc lại, bài toán thuận là bài toán người ta cho hết những cái số môn ban đầu rồi, rồi yêu cầu chúng ta tính cái lúc sau. Thì đó là bài toán thuận. Được chưa? Rồi. Đi tiếp nha. Bây giờ các bạn sang cái bài toán nghịch. Trong bài toán nghịch này có 3 phần. 3 phần. Cái dạng đầu tiên đó là chỉ có một phương trình phản ứng. Nghịch là sao? Bài toán nghịch có nghĩa là người ta cho các bạn cái số môn hoặc là cái khối lượng của cái sản phẩm, rồi yêu cầu chúng ta tính ngược lại cái chất ban đầu, đó là bài toán nghịch. Được không? Ở đây các bạn sẽ thấy là những cái bài toán ví dụ người ta cho thấy khối lượng lá kẽm tăng lên bao nhiêu phần trăm, tức là người ta đang cho những cái kết quả của cái sản phẩm, đúng không? Người ta cho như vậy và yêu cầu chúng ta tính ngược lại cái ban đầu ha. Đó là bài toán nghịch. Bài toán nghịch nó sẽ phức tạp hơn một chút tại người ta giấu cái ban đầu mà. Nó sẽ phức tạp hơn một chút, mình phải làm ngược lại và nó sẽ có ba trường hợp, ba dạng ha. Thực ra cái này là anh phân chia thôi, còn có rất là nhiều kiểu phân dạng khác nhau. Nếu mà các bạn coi trên mạng, các bạn học ở trường mà có thấy những cách phân loại khác mà nó phù hợp với bạn hơn thì các bạn có thể phân phân dạng theo nha các bạn. Thì anh chia cái bài toán nghịch này thành ba phần. Thứ nhất đó là những cái bài toán mà chỉ có một phương trình phản ứng. Đây, từ câu 20 trở xuống các bạn sẽ thấy là nó là bài toán nghịch. Nó là bài toán nghịch nhưng mà chỉ có một phương trình thôi, được không? Chỉ có một phương trình thôi ha. Cái kiểu thứ hai đó là
những bài toán nhiều phương trình. Câu phần B nè, nhiều phương trình nhưng mà chúng ta đã biết số kim loại và số muối trong sản phẩm. Ví dụ câu 33, các bạn nhìn ha, người ta cho gì đó nhưng người ta nói là sau phản ứng thu được 6,44 gram hỗn hợp có 2 kim loại. Thấy không? Tức là mình đã biết được trong cái hỗn hợp sau phản ứng có bao nhiêu kim loại. Người ta cho rõ ràng là số lượng là 2 kim loại. Tức là chúng ta đã biết số kim loại và số muối trong sản phẩm. Để ha. Rồi còn phần C thì sao? Rồi, phần C cũng là nhiều phương trình mà mình chưa có biết số kim loại và số muối trong sản phẩm. Đó, thì nó sẽ tăng dần ha, nó sẽ tăng dần độ khó lên một chút xíu. Và hôm nay em ráng là mình sẽ học hết phần A, phần B ha. Rồi, thứ năm mình học phần C. Và những cái phần này là vẫn là những câu cơ bản thôi ha. Còn những câu nâng cao cũng có những câu nâng cao như thế này luôn, nhưng mà nó sẽ phức tạp hơn. Những cái trường hợp đặc biệt hơn thì anh để vào phần nâng cao anh mới nói các bạn. Còn hiện tại ở đây mình chỉ học những câu cơ bản thôi ha. Rồi bây giờ mình vào cái phần đầu tiên của bài toán nghịch, là chỉ có một phương trình phản ứng. Nhắc lại nè, bài toán nghịch có 3 dạng ha. Bài toán nghịch sẽ có 3 dạng: bài toán thuận, mà một phần là bài toán thuận nè, một phần là bài toán nghịch. Bài toán nghịch có 3 dạng. Dạng đầu tiên các bạn nhìn vô bạn xác định đó là bài toán nghịch rồi, và chúng ta thấy là chỉ có một phương trình thôi. Ví dụ câu 20 câu 23 đi. Ngâm một bảng kẽm vào 0,2 lít dung dịch AgNO3, sau khi phản ứng kết thúc, lấy bảng kẽm ra, sấy khô thấy khối lượng bảng kẽm tăng lên 15,1 gram. Người ta hỏi nồng độ mol của AgNO3. Như vậy ở đây rõ ràng người ta đang cho cái sản phẩm, cái kết quả sau cùng, đúng không? Người ta thấy rằng là sau phản ứng thì thấy bảng kẽm tăng lên 15,1. Đó là cái kết quả sau cùng. Và đề bài đang yêu cầu chúng ta tính cái nồng độ mol của AgNO3, là tính cái ban đầu. Vậy rõ ràng đây là bài toán nghịch chứ gì nữa. Người ta cho cái phía sau kêu tính ban đầu là bài toán nghịch rồi, đúng không? Rồi đọc đề, thấy rằng bài toán nghịch này chỉ có một phương trình duy nhất, nó rơi vào dạng A. Được chưa? Chỉ có một phương trình duy nhất, nó rơi vào dạng A. Và phương pháp cái này là gì? Thứ nhất là các bạn viết phương trình. Tại có một phương trình thì viết phương trình đi, ngại ngần gì, được không? Mình sẽ viết phương trình. Và chúng ta sử dụng công thức delta M chất rắn bằng, hôm bữa mình học cái công thức này rồi ha, delta M chất rắn bằng gì, anh viết cái đỏ ha, delta M chất rắn sự thay đổi khối lượng chất rắn. Mình nhúng một cái thanh kẽm vô, có phải kẽm nó tan ra đúng không? Có nghĩa là chúng ta sẽ trừ đi khối lượng của kim loại đã tan ra, hay khối lượng kim loại đã tham gia phản ứng, là trừ đi M mất đó, được không các bạn? Cộng thêm khối lượng của kim loại sinh ra, tức là cộng M thêm. Tại vì cái kim loại sinh ra nó bám lên trên bề mặt của thanh kẽm ban đầu ha, cái thanh kim loại ban đầu, cho nên là cái sự thay đổi khối lượng chất rắn đó, nó sẽ bằng trừ khối lượng của kim loại đã tham gia phản ứng, là nó mất đi mà, nó tan ra ha, và cộng khối lượng của kim loại đã sinh ra, tại vì sinh ra nó bám lên. Kịp hiểu vấn đề không? Tức là các bạn phải hiểu được, mình phải tưởng tượng được cái phản ứng nó xảy ra như vậy ha, thì mình mới hiểu được công thức. Hiểu công thức thì mình áp dụng cho nó đúng được, được các bạn? Rồi như vậy thì mình cứ làm như vậy thôi ha, mình cứ viết phương trình, mình dùng cái delta M chất rắn, được không? Thì trong những cái bài tập này anh đã lọc, anh đã soạn là chỉ có những cái câu giống như vậy thôi, trong nằm trong cái phần này, được không nè? Còn những câu phức tạp hơn thì anh quăng như phần nâng cao rồi, cho nên là sau này mà thấy ủa sao phân dạng đúng mà làm không được, thì coi chừng nó phần nâng cao. Nếu mình đã nắm chắc hết rồi ha, thì có thể là anh đã quăng vô phần nâng cao rồi. Tại vì bài toán này cũng không có dễ lắm đâu. Nâng cao nó cũng mệt lắm. Rồi bây giờ mình sửa ha. Các bạn đọc nãy anh phân dạng cho các bạn rồi, đúng không? Đó. Nên là nói chung là anh hay nói nhiều cái vụ này, nhưng mà nếu mà các bạn cố gắng được thì bạn cố gắng bắt chước giống vậy ha. Mình đọc cái đề mình phân dạng, phân dạng là mình sẽ có cái hướng đi liền ha. Rồi vậy anh phân dạng đúng là bài toán nghịch có một phương trình, chỉ biết phương trình ra ZN cộng AG cộng, hoặc các bạn ghi AG nội 3 cũng được ha, ra ZN 2 cộng cộng AG, được chưa? Rồi viết phương trình xong, bây giờ người ta nói gì đây? Sấy thô khô thấy khối lượng bảng kẽm tăng lên 15,1. Như vậy ở đây đề bài đang cho các bạn sự thay đổi khối lượng của chất rắn
hay là thay đổi khối lượng của cái bảng kẽm đó, thì mình áp dụng ngay cái chỗ này, công thức này. Tại đề bài đã cho tới nó, đụng tới nó thì mình lôi công thức nó ra chứ làm gì ha. Thì delta m của chất rắn hay là của bảng kẽm đi, của bảng bảng Zn là bảng kẽm là chất rắn đó ha. Có phải là bằng trừ khối lượng của kim loại đã tham gia phản ứng, có phải mình nhúng kẽm vào AgNO3 thì kẽm sẽ phản ứng không? Để trừ đi khối lượng của kẽm tham gia phản ứng và Ag sinh ra nó bám lên thanh kẽm đó nên cộng Mag sinh ra. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ nè, mình có cái chỗ này rồi. Bây giờ cái chỗ này có chưa? Chưa, có gì đâu, đúng không? Vậy đặt số mol. Mình viết phương trình để đó, nãy giờ chưa có đụng gì tới phương trình hết, mà muốn xử lý cái phương trình thì phải có số mol thế vô. Mà chưa có cái số mol nào thế vô hết trơn, cái 15.1 đâu có đổi thành số mol được, đúng không? Này không có số mol nào thế hết, mình là ít thì ha. À, vậy ở đây là ít, kéo qua đây là 2x. Được chưa? Rồi, vậy anh thế vô ha. Thấy khối lượng tăng lên 15.1, các bạn lưu ý giúp anh nè, nếu như cái delta m chất rắn này là số dương ha, nếu nó lớn hơn 0 thì khối lượng thanh kim loại tăng, còn nếu nó nhỏ hơn 0 thì khối lượng thanh kim loại giảm. Dễ hiểu thôi, đúng không? Delta m chất rắn nếu như mà nó lớn hơn 0 như vậy thì rõ ràng là cái lượng sinh ra nó nhiều hơn, làm cho cái khối lượng của cái thanh kim loại nó lớn hơn, nó tăng lên. Còn nếu mà nhỏ hơn 0 thì giảm xuống, được không các bạn? Nên cái đó cũng phải lưu ý lắm ha, tại vì mình áp công thức mà mình không có chú ý vô đó mình có thể áp sai. Ở đây người ta nói là tăng lên 15.1, thấy không? Người ta tăng lên, nó tăng lên 15.1 thì bạn thế vào đây là một số dương, tức là cộng 15.1, được không? Kịp hiểu cái này không? Ở đây là cộng 15.1 mình thế vô ha. Rồi trừ nè, khối lượng kẽm tham gia phản ứng, kẽm số mol là x, vậy là trừ 65x, đúng chưa? Cộng khối lượng của Ag, AgM lớn là 108, số mol là 2x. Ok, rồi xong rồi đó, suy ra x gì mà anh đi coi ra nhiều. Thấy không? Rất là đơn giản, dễ ẹt luôn. Áp cho bụp cái là xong. Nhưng mà phải phân dạng cho nó đúng. Ha, mình phân dạng cho đúng rồi thì mình làm nó lẹt lắm. Rồi x ra nhiêu các bạn? Không phải một anh ạ. Không phải một. Rồi như vậy thì số mol x là 0.1, vậy có nghĩa là số mol của Zn phản ứng là 0.1, vậy số mol của Ag cộng là 0.2, đúng không? Mình kéo qua thôi, số mol Ag cộng là 0.2. Mà ở đây người ta nói gì? Người ta nói là phản ứng kết thúc. Phản ứng kết thúc có nghĩa là phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi. Vậy nếu mà muốn hoàn toàn á thì phải có ít nhất một đứa hết, đúng không? Ít nhất một đứa hết mà chắc chắn thằng kẽm nó dư. Người ta còn lấy bảng kẽm ra, thấy không? Vậy là kẽm dư, người ta nhúng một cái bảng kẽm rất là lớn vào và kẽm nó dư thì chắc chắn Ag cộng hết, được không nè? Vậy ở đây chúng ta kết luận ha, là Ag cộng hết, đúng không? Bởi vì kẽm dư, phản ứng kết thúc có nghĩa là hoàn toàn, kẽm dư vậy Ag cộng phải hết. Vậy khi Ag cộng hết thì suy ra cái gì? Suy ra số mol AgNO3 ban đầu nó bằng số mol phản ứng luôn, là bằng 0.2 mol. Chị biết không? Vậy lấy 0.2 mol chia 0.2 lít thì ra CM là 1 mà lớn. Xong. Rồi, được chưa các bạn? Rồi, hiểu cái này chưa? Yeah. Rồi, được nha. Ok.
Rồi bây giờ các bạn làm giúp anh câu số 20 đi. Câu 20 đi. Làm với anh câu số 20 nha. Tương tự như vậy luôn. Nhưng mà trước trước khi làm thì chúng ta nhẩm một chút là mình phân dạng ra. À, nó đúng cái dạng này mình áp công thức vô thì mình sẽ làm được. Rồi làm 20 đúng không ạ? CD là gì vậy? CD hả? Cadmium á, mà lớn của nó là 50 à 100 120 hay sao á, để anh coi lại coi. Như mà lớn của nó là 120. Một trăm mười hai ha, CD mà lớn 112. Nó phản ứng sao? Thì bạn kẽm phản ứng với nó ra CD cộng ZnSO4 vậy thôi à. Dạ. Chắc bữa nào anh phải đổi lại cái đề quá. Tự nhiên lọt CD vô ngộ ghê. Rồi anh sửa qua 20 nha. Nhúng một thanh sắt vào dung dịch SO4 đến khi dung dịch hết màu xanh thấy khối lượng thanh sắt tăng. Rồi đọc tới đây đã. Các bạn đọc tới đây các bạn thấy gì? Người ta đang cho cái kết quả với sản phẩm đúng không? Người ta đâu có cho cái những cái chất ban đầu đâu. Đúng không nè? Như vậy đây là một bài toán kim loại tác dụng với muối nhưng mà nghịch. Được chưa? Nhưng mà cái kiểu nghịch là kiểu nghịch gì? Kiểu nghịch này là kiểu nghịch có một phương trình thôi. Như vậy viết phương trình ra chả có cần ngại gì hết. Được không? Tại vì nghịch có một phương trình thôi thì mình cứ viết phương trình ra ha. Rồi ok. Được không nè? Rồi ở đây thì mình chưa có số mol gì hết, anh đặt số mol đây ít, số mol đây ít, kéo đây ít. Ít. Được không nè? Người ta nói thấy khối lượng thanh sắt tăng lên 0,4 gram. Như vậy mình dùng liền cái delta M chất rắn. Đúng không bạn? Delta M bằng cái gì? Bằng trừ kim loại đã tham gia phản ứng. Như vậy cái lượng sắt đã phản ứng nó mất đi mà. Như vậy là trừ 56 ít. Cộng cho 64 ít, tức là cái lượng kim loại đã sinh ra, lượng kim loại sinh ra đã bám lên cái thanh sắt ban đầu các bạn. Và người ta nói khối lượng thanh sắt tăng lên 0,4, thấy không? Vậy tăng lên là dấu cộng nha, nó là số dương. Vậy các bạn thấy ở đây là cộng 0,4 gram, từ đây mình sẽ tính được ít, được chưa? Và ít ở đây là 0,0051. Ok, 0,051. Và chắc chắn cái thanh sắt này, người ta nói khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gram, ý là cái thanh sắt người ta cho một cái thanh sắt rất là lớn, thanh sắt dư. Điều đó có nghĩa là gì? Đến khi hết màu xanh luôn nè, đây còn có một yếu tố nữa, đến khi hết màu xanh. Hết màu xanh tức là CO2 cộng hết. Được chưa? Đến khi hết màu xanh có nghĩa là CO2 cộng hết. Vậy thì số mol CO2 cộng phản ứng cũng chính là số mol COSO4 ban đầu. Tại vì nó hết mà, cho nên cái lượng phản ứng nó phải bằng lượng ban đầu.
Nếu lấy dung dịch thu được cho tác dụng của dung dịch NaOH dư có M gan kết tủa. Như vậy thì cho lấy cái dung dịch thu được ha, à, ở đây cũng không cần phải suy nghĩ này. Người ta nói lấy dung dịch thu được, các bạn xác định có dung dịch thu được là chứa gì? Có phải là dung dịch sau phản ứng chứa FeSO4 không? Tại vì CuSO4 là hết, đúng không? CuSO4 hết. Còn Fe với Cu nó là chất rắn, nó không có nằm trong dung dịch. Như vậy dung dịch sau phản ứng nó chỉ chứa mỗi FeSO4 thôi. Và số mol là ít. Ha, hay nói cách khác số mol là 0.051. Được chưa? Và bây giờ người ta nói là tác dụng với lại NaOH dư, thấy có M gan kết tủa tạo thành. Như vậy thì có phải cái OH trừ ở đây nè, nó sẽ tác dụng với Fe2 cộng. Cái phản ứng này là phản ứng trao đổi ion ha. Fe2 cộng cộng 2OH trừ để tạo ra FeOH 2 lần kết tủa. Được không? Các bạn nhớ cái bản tính tan ha. Cái những cái tính chất nào tan, chất nào không tan thì anh đã ôn lại cho các bạn rồi, anh nêu ra một số cái chất rất là điển hình quan trọng cho lớp 12. Cố gắng học nha. Rồi ở đây cái số mol của FeSO4 hay là Fe2 cộng là 0.5, vậy kéo qua số mol của cái tủa là 0.5 mol. Vậy lấy cái số mol này nhân cho M lớn các bạn ra được cái khối lượng cái tủa là xong. Rồi ổn không? Dễ ha. Như vậy cái phần cái bài toán này nó cũng không có gì hết trơn á, rất là đơn giản thôi. Rồi xong câu đó, nhìn vô câu số 20 hai mấy nhỉ? 25 đi. Thôi 24 đi ha. Nhìn làm câu 24. Bạn nhìn qua 24. Em chế trên sức ảnh em chưa sự kiện họ thì không cuối. Rồi, được chưa? Sửa nha. Làm 24 ha. Nhúng một lá kim loại M chỉ có hóa trị 2 trong hợp chất, có khối lượng 50g vào 200ml dung dịch AgNO3 1 mol lớn. Như vậy ở đây chúng ta tính được cái số mol của AgNO3 là 2 mol nè. À, cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Như vậy các bạn coi là cái khối lượng của lá của cái kim loại M này tới 50g. Đúng không? 50g. Rồi nhúng vào đến xảy ra hoàn toàn như vậy thì mình nghi ngờ ha. Anh nghi ngờ là cái lượng kim loại này là lượng dư. Được không? Tại vì cái lượng 50 gram nó cũng nhiều lắm á. À, nó nhiều khi là nó tới gần khoảng 1 mol luôn á. Hoặc nhiều khi hơn 1 mol luôn. Tức là nó cũng khá là nhiều. Được không nè? Cho nên là anh nghi ngờ thôi là thằng kim loại M thường á, mấy cái bài toán này người ta cho kim loại là kim loại dư. Nhúng một lá, thấy không? Nhúng một lá thì thường là cái lá nó dư lắm, nhiều lắm. Lá nó bự lắm, cho nên là thường mấy cái bài toán này thì muối nó sẽ hết ha. Vậy đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, vậy ở đây chúng ta viết cái phương trình là gì? M tác dụng với Ag cộng tạo ra M2 cộng cộng Ag. Được chưa? Mình cân bằng là 2Ag cộng và 2Ag. Và người ta nói là phản ứng xảy ra hoàn toàn có nghĩa là gì ha? Có nghĩa là toàn bộ số mol của Ag cộng đã tham gia phản ứng hết. Vậy số mol này cộng 0.2 kéo qua số mol M2 cộng là 0.1. Được không? Rồi, vậy 18.8 gam muối kha này là cái câu này cũng là một câu bài toán nghịch đó. Đúng không bạn? Một bài toán kim loại với muối nghịch một phương trình. Nhưng mà người ta có cho cái dữ kiện về delta M chất rắn không? Không. Chừng nào người ta cho thì mình làm nha. Còn người ta không cho thì thôi. Đúng không các bạn?
Ở đây người ta cho cái gì? Ở đây người ta cho cái khối lượng muối khan. Như vậy cái dung dịch sau phản ứng chứa gì? Ở đây phản ứng hoàn toàn Ag cộng hết rồi. Như vậy dung dịch sau phản ứng nó phải chứa cái muối của M2 cộng, hay nói cách khác là MnO3 2 lần, số mol là 0.1. Đúng chưa? Tại AgNO3 hết, phản ứng hoàn toàn mà AgNO3 hết, vậy nên cái dung dịch sau phản ứng nó chỉ chứa cái muối của M thôi, là MnO3 2 lần, số mol là 0.1 mol, và khối lượng của muối đó là 118.8. Vậy tôi để các bạn sẽ tính được M lớn không? M lớn của MnO3 2 lần bằng 118.8 chia 0.1 ha là 188. Vậy suy ra M lớn M cộng 62 nhân 2 bằng 188, suy ra M lớn là 64. M lớn M bằng 64. Rồi hiểu chỗ này không? 62 là M lớn của NO3 ha, tại có phải M lớn của nguyên cái muối này nó bằng M lớn của M cộng 2 lần M lớn gốc NO3. M lớn gốc NO3 là sao là 62. Được chưa? Vậy mình lấy M lớn M cộng 62 nhân 2 ha, nó bằng cái M lớn mà đề bài cho là 188. Em sẽ tìm ra được M lớn M ở đây là 64. Được chưa? Vậy 64 là thằng đồng, thằng CU. Xong rồi. Đó, bài toán nghịch nó vậy thôi á. Bài toán nghịch mà một phương trình thì đa số là cũng dễ như vậy thôi. Nha bạn, thường những cái bài tập ở lớp của các bạn thì cũng thường xoay quanh những cái bài toán này. Nó khá dễ. Được không? Khi nào đề bài cho cái khối lượng tăng giảm thì mới tính cái tăng giảm ha. Nó sao? Lỡ AG dư cho. Lỡ AG dư á hả? Thực ra như vậy nè. Thường người ta mấy cái bài tập người ta nói là nhúng một lá kim loại vào, thường cái lá kim loại nó sẽ dư. Ha, thường cái lá kim loại nó sẽ dư. Còn bây giờ lỡ có trường hợp AG nổ ba dư không? Thực ra vẫn có ha, nhưng mà ở đây anh đã nhẩm sẵn rồi. 50 g. Này 56, này 64, cái này 24, cái này 65. Như vậy thì mình chia, em chia thử số mol đi. Chia thử số mol thì cái số mol mà 50 gram này nó khoảng tới gần khoảng 0.8, 0.9. Đối với MG thì nó hơn gấp đôi, khoảng hơn 2 mol luôn. Đúng không? Tức là cái số mol nó khá là lớn. Ở đây số mol AG cộng 0.2 à. Được không? Tức là anh nhẩm trước và anh thấy là kiểu gì AG cộng nó cũng hết. Được không? Nhưng mà thường cái bài này hay mấy cái bài người ta nói là nhúng lá kim loại, nhúng thanh kim loại, thì các bạn cứ yên tâm là mình cho kim loại nó dư. Được không? Tại đa số mấy bài tập đó người ta sẽ cho kim loại dư á. Lá kim loại với thanh kim loại nó bự lắm. Kịp hiểu cái này không? Thì giống như là kinh nghiệm làm bài thôi ha. Chứ mà nếu phân trường hợp thì mệt lắm. Rồi, 24 là xong ha. Kịp không các bạn? Ồ, à, sao em? Đấy, em ra ngoài xíu á. À, vô cái nó cho 50 gram là sao? Cái khối lượng à, 50 gram đó là để đảm bảo là kim loại M nó dư thôi. Được không? Đó là nếu mà nó chính xác ha. Câu 24 này người ta nói phải ứng xảy ra hoàn toàn. Hoàn toàn là phải có một đứa hết, một đứa dư. Hoặc có thể không có đứa dư nhưng mà chắc chắn phải có đứa hết. Như vậy ở đây hoặc là muối, hoặc là AgNO3 hết, hoặc là kim loại nó hết. Được không? Thì mình phải phân hai trường hợp, lẽ ra phải phân hai trường hợp là một là kim loại hết, hai là AgNO3 hết. Nhưng mà đối với những câu này thì kinh nghiệm làm bài, anh nói cho các bạn kinh nghiệm làm bài ha, đó là mấy cái dạng mà người ta nhúng lá kim loại, nhúng thanh kim loại vào dung dịch muối thì thường mấy cái lá với cái thanh đó là dư. Được không? Thường mấy cái bài đó là lá với thanh nó sẽ dư, cho nên là mình không có cần quan tâm đến kim loại nữa ha. Người ta sẽ phải ứng xảy ra hoàn toàn là muối hết. Khi mà các bạn thấy cái chữ lá ha, nhúng lá với nhúng một bảng, rồi nhúng một thanh, đâu rồi? Lá này thấy không? Mấy cái bài này toàn lá với thanh không à. Nói chung là người ta nhúng lá, nhúng thanh, nhúng bảng vô thì thường mấy cái phần đó là kim loại sẽ dư. Nên mình không có cần phải phân trường hợp ha, đỡ làm đến đỡ mệt. Được không? Như vậy 50 gram đó để đảm bảo là kim loại dư thôi, không có gì hết. Nào được không em? Rồi nè. Rồi vậy đi tiếp nha. À, câu 29. Thôi. Câu 30. Khoan từ từ, để anh xíu. Có một cái câu cũng hay lắm. À, câu 29 chứ. Đúng rồi, câu 29.
Rồi các bạn nhìn câu 29 nha. Nhúng thanh FE vào dung dịch CO2SO4 sau một thời gian khối lượng dung dịch giảm. À, ở đây người ta không có nói là khối lượng chất rắn tăng hay giảm, người ta nói khối lượng dung dịch giảm 0,8 gram. Được không? Khối lượng dung dịch giảm 0,8 gram. Vậy ở đây mình làm sao? Thì bây giờ đầu tiên mình cũng xác định đây là bài toán kim loại dùng với muối. Nghịch, đúng không? Nghịch một phương trình, giải viết phương trình đây. FE cộng COSO4 hay là CO2 cộng ha. Tạo ra FeSO4 cộng CO. Được không nè? Rồi, giờ anh đặt ở đây là x nè, x nè, x, x. Được không? Rồi bây giờ các bạn coi nè, cái bài toán này nè. Cái bài toán này có phải liên quan tới hai đứa? Một đứa là phần dung dịch, một đứa là phần phần chất rắn không? Đúng không? Rồi. Vậy các bạn nghĩ xem. Bây giờ bài toán này nó chỉ quan tâm đến hai đứa thôi, một là phần chất rắn, hai là phần dung dịch. Bây giờ khối lượng dung dịch giảm đi 0,8 gram. Được không? Khối lượng dung dịch giảm đi 0,8 gram. Vậy khối lượng chất rắn thay đổi như thế nào? Tại mình học bữa hôm anh đưa các bạn công thức là đưa công thức delta m chất rắn. Hiểu không? Đưa các bạn công thức delta m chất rắn. Tăng lên. Tăng lên. Tăng lên bao nhiêu? 0,8. Tăng lên 0,8. Các bạn hiểu cái này không? Bài toán này chỉ quan tâm đến hai cái phần thôi. Một là chất rắn, hai là dung dịch. Bây giờ dung dịch nó đã giảm 0,8. Vậy cái 0,8 nó đi đâu? Nó giảm mất 0,8 rồi. Vậy cái cục 0,8 nó đi đâu? Chính là cái lượng mà dung dịch giảm đi 0,8 chính là cái lượng chất rắn tăng lên 0,8. Vậy có hai đứa à? Giờ đứa này giảm thì đứa kia phải tăng, đúng không? Đâu có đi đâu được. Như vậy ở đây khi mà người ta nói khối lượng dịch giảm 0,8 có nghĩa là khối lượng chất rắn tăng lên 0,8. Được chưa? Đó, thì ở đây mình từ cái dữ kiện người ta cho các bạn đưa nó về cái sự thay đổi khối lượng chất rắn để ta áp dụng được công thức này. Được ha? Vậy ở đây các bạn nhớ là nếu như m dung dịch giảm bao nhiêu thì m chất rắn tăng bấy nhiêu. Kì bao không? Và ngược lại ha, ví dụ như khối lượng dịch tăng lên thì khối lượng chất rắn phải giảm xuống. Ok, đó thì nếu như đề bài cho cái sự thay đổi khối lượng dung dịch thì mình có thể suy ra sự thay đổi khối lượng chất rắn để chúng ta áp dụng công thức màu đỏ này. Được không các bạn? Rồi vậy câu đó làm y chang ha. Anh chỉ muốn lưu ý cái dữ kiện đó, dữ kiện chỗ đó cho các bạn thôi. Rồi các bạn ghi chỗ đó vô nha. Vậy nó có ngược lại không anh? Ngược lại được em. Khối lượng dung dịch mà tăng lên thì khối lượng chất rắn nó phải giảm đi. Có hai đứa à, đứa này tăng thì đứa kia phải giảm. Rồi, được không nè? Rồi vậy câu này làm y chang nè, tự làm tiếp đi. Được không? Rồi câu 30 ha. Nhúng thanh sắt nặng 100 gram vào dung dịch, vào 100 ml dung dịch CU nổ 32 lần 0,2 mol. Đúng không? 0,2 mol. Sau một thời gian, ở đây người ta không có cho các bạn là cái phản ứng xảy ra hoàn toàn nữa. Thấy không? Người ta đâu có hề cho phản ứng hoàn toàn đâu, người ta cho sau một thời gian. Vậy sau một thời gian thôi thì sao? Thì kệ nó. Ý cái sau một thời gian là gì? Sau một thời gian có nghĩa là phản ứng chưa hoàn toàn, sắt cũng dư mà CuNO3 hai lần cũng dư. Cái ý của đề là như vậy. Được không?
Cho nên là mình không được thế cái thằng không bách 2 này vô ha, không được thế cái thằng số môn không bách 2 vô phương trình. Thì phương trình các bạn viết cũng y chang như ở trên ha, Fe cộng COSO4 ra FeSO4 cộng CO. Được không? Nhớ nè, sau một thời gian, cái dữ kiện như này, sau một thời gian có nghĩa là phản ứng nó chưa xảy ra hoàn toàn, vậy thì cả hai chất đều dư. Mình không được thế cái không bách 2 vô đây, mình kéo vào phương trình, tại vì COSO4 cũng dư luôn. Mình phải sử dụng cái dữ kiện ở dưới nè. Lấy thanh sắt ra rửa sạch làm khô cân được 101.2 gram. Đúng không? Vậy câu này người ta cho dữ kiện hơi khác một chút xíu. Người ta không có nói thẳng là khối lượng tăng lên giảm đi bao nhiêu, mà người ta cho cái gì? Người ta cho cái khối lượng lúc sau là 101.2. Như vậy từ đây các bạn biết rằng cái khối lượng của thanh sắt này nè, nó tăng hay nó giảm bao nhiêu không? Tại đề bài không có nói, nhưng mà đề bài cho cái dữ kiện như thế này, các bạn biết được là nó đã tăng hay giảm bao nhiêu gram không? Biết được không? Tăng 1.2 gram. Nó tăng lên 1.2 gram. Đúng không? Tại những cái câu trước người ta nói thẳng là mình là tăng giảm gì đó thì mình áp dụng công thức liền. Nhưng mà ở đây người ta cho cái khối lượng ban đầu này, thấy không? Khối lượng ban đầu là 100, khối lượng lúc sau 101.2. Vậy là nhìn vô là biết nó tăng lên 1.2 gram rồi. Được chưa? Vậy ở đây các bạn cũng áp dụng công thức ha, delta m chất rắn. Bạn này ít nè là trừ 56 x cộng 64 x, đúng không? Và nó bằng nhiêu? 1.2. Rõ ràng lúc sau nó là 101.2, lúc đầu 100, vậy rõ ràng nó tăng lên 1.2 gram. Rồi vậy từ đây các bạn tìm được x. Được chưa? Vậy có được x thì mình sẽ tính được khối lượng Fe đã tham gia phản ứng xong. Nên bạn nào mà thấy khối bách 2 vô là mình sẽ chọn đáp án khác. Lưu ý chỗ sau một thời gian ha, sau một thời gian là phản ứng chưa hoàn toàn, vậy thì cả hai chất đều dư, không được kéo số mol từ cái chất ban đầu, từ cái số mol ban đầu. Được chưa? Nhớ cái dữ kiện đó ha. Rồi còn lại thì cái bài toán này, cái dạng bài tập này cũng không có gì phức tạp. Rồi được chưa? Rồi các bạn ghi đó ha, xong rồi mình sẽ sang cái dạng bài tập tiếp theo. Rồi tiếp nha. Rồi bây giờ mình sang cái phần B ha các bạn. Đó là những cái bài toán nghịch có nhiều phương trình. Mình thấy có một phương trình thì viết có một phương trình thôi, thì áp dụng công thức là ra, đúng không? Hoặc là thế số mol vô là ra, rất là đơn giản. Nhưng mà đối với những cái bài toán mà nhiều phương trình thì sao? Nhiều phương trình thì các bạn không, đúng là mình có thể viết phương trình nhưng nó sẽ phức tạp hơn. Cho nên là anh sẽ phân ra ha, nhiều phương trình và mình đã biết số kim loại hoặc số mối trong sản phẩm, giống như hồi nãy anh có nói. Còn phần C đó là nhiều phương trình mình chưa biết. Như vậy trước khi mà làm qua phần bài tập này, các bạn chuyển qua phần lý thuyết giúp anh. Tại vì có một số câu lý thuyết phía sau nữa mình chưa có làm á, để đến bây giờ mình làm nè. Cái phần bài tập lý thuyết hôm bữa sửa quá sửa sửa. À đây, trang số 11 ha. Các bạn mở lại trang số 11. Mình bắt đầu làm lại, làm tiếp từ câu số 40. Câu 39 các bạn bỏ đi nha. 39 nó bị lẫn, nó nằm ở trên đó, chứ không phải nằm dưới này. Biết sao anh lại bỏ lộn vô. Rồi. Câu 40 ha. Cho hỗn hợp gồm có bột nhôm và bột sắt vào dung dịch chứa CU nổ 3 2 lần và Ag nổ 3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn gồm 3 kim loại là, thấy không? Tức là ở đây người ta đang hướng đến cho các bạn cái dữ kiện gì? Dữ kiện là số kim loại trong sản phẩm.
Người ta sau phản ứng hoàn toàn thì thu được hỗn hợp chất rắn gồm 3 kim loại. Như vậy 3 kim loại đó là cái gì? Các bạn phải xác định được 3 kim loại là gì. Ha. Còn ví dụ câu 41, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch gồm 2 muối. Vậy rõ ràng là cái câu này người ta đang cho các bạn gì? Số muối trong sản phẩm. Rõ ràng dung dịch ít là cái phần sau phản ứng, đúng không? Số muối sau phản ứng, số kim loại sau phản ứng. Vậy gặp những cái câu này thì các bạn phải xác định được, ha, bắt buộc phải xác định được 3 kim loại là 3 kim loại gì. 2 muối này là 2 muối gì? 2 kim loại này là 2 kim loại gì? Được chưa? Cái gặp những cái câu này mình nhìn vô rất là đặc trưng nha các bạn. Rồi, như vậy bây giờ mình coi nè. Rồi, anh làm từ từ ha, xong rồi anh sẽ chỉ các bạn cái mẹo sau, nhưng mà làm từ từ các bạn hiểu đã. Câu số 40 ha. À, các bạn có những cái cặp oxy hóa khử nào? Al3 cộng, mấy cái bài này cũng xoay quanh cái mấy cái dãy điện hóa thôi ha. Fe2 cộng trên Fe. Rồi, CO2 cộng trên CO, Fe3 cộng trên Fe2 cộng và Ag cộng trên Ag. Được không? Rồi bây giờ đề bài nói là thu được 3 kim loại, đề bài cho Al nè, Fe nè, CO2 cộng, Ag cộng. Như vậy bây giờ phản ứng đầu tiên là phản ứng gì? Viết giải điện hóa ra ha, gạch chân những cái chất đề bài cho và xác định coi phản ứng đầu tiên là phản ứng gì. Thấy không? Phản ứng đầu tiên là phản ứng gì? Thôi giờ các bạn viết đi. Viết phản ứng đầu tiên đi. Rồi, biết chưa? Ở đầu tiên anh nhắc lại ha, đó là thứ tự phản ứng thì cái cặp nào càng xa nhau thì phản ứng trước, xa nhau nhất thì phản ứng trước ha. Như vậy ở đây Al và Ag cộng là xa nhau nhất. Đúng không? Rõ ràng từ đây tới đây là rất là xa, nó xa hơn những cặp còn lại. Cho nên phản ứng đầu tiên sẽ là Al tác dụng với Ag cộng để tạo ra Ag, tạo ra Al3 cộng ha. Cộng Ag. Được không nè? Như vậy đây là cái kim loại đầu tiên, đúng không? Vậy kim loại đầu tiên của các bạn là Ag, đúng chưa? Kim loại đầu tiên của chúng ta là Ag, được không nè? Rồi bây giờ giả sử ha, giả sử sau phản ứng này Ag cộng hết đi, thì phản ứng tiếp theo của chúng ta sẽ là Al tác dụng với CO2 cộng để tạo ra Al3 cộng cộng CO. Nè anh giả sử ha, giả sử như là sau phản ứng số 1 thằng Ag cộng hết, Al còn dư, đúng không? Giả sử chỗ này hết đi. Đó, giả sử chỗ này hết, giả đi. Được không? Như vậy có phải kim loại thứ hai của các bạn là CU không? Đúng không? Rồi, bây giờ anh giả sử tiếp, sau phản ứng số 2 thì Al hết, CU2 cộng còn dư. Như vậy CU2 cộng còn dư thì tiếp tục sẽ phản ứng với gì? Có phải tiếp tục phản ứng với Fe không? Đúng không? Vậy Fe tác dụng với CU2 cộng tạo ra Fe2 cộng cộng CO phản ứng số 3. Được không nè? Như vậy ở phản ứng số 3 này các bạn cũng thấy là cũng sinh ra CO thôi. Đúng không? Vậy tóm lại là nếu như mình xét về sản phẩm thì chúng ta chỉ có tối đa có hai kim loại là Ag với là CO à. Như bây giờ đề bài nói là ba kim loại. Vậy kim loại thứ ba là thằng nào? Và tại sao? Đúng không? Vậy anh viết các bạn cho các bạn ba phương trình rồi. Là ba phương trình này đâu còn phương trình nào nữa đâu. Đúng không? Mình xét theo thứ tự mà. Vậy cái phương trình mà Fe tác dụng CO2 cộng là phương trình cuối cùng. Không còn, không có thể nào có thêm phương trình nào nữa hết. Nhưng bây giờ xét cả ba phương trình rồi thì kim loại chỉ có Ag với CO à. Mà người ta nói tới ba lận. Thấy không? Vậy kim loại thứ ba là kim loại gì? Vậy câu hỏi không? Nếu chúng ta xét ba phương trình này thì sản phẩm của các bạn á chỉ có hai kim loại thôi. Mà người ta nói thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại. Vậy kim loại thứ ba là thằng nào? Là cái gì và đâu ra? Là gì? Là Fe. Chính xác. Bởi vì sao nè, mỗi lần mà nhắc tới chữ thu được hay là chữ gì? Chữ sau phản ứng, đúng không?
mà nhắc tới chữ sau phản ứng thì mình phải nhớ gì hai phần ha. Thứ nhất đó là sản phẩm, thứ hai là chất dư. Vậy nãy giờ anh mới xét sản phẩm mà, sản phẩm nào có AgCU rồi. Vậy chất dư có thể có chất dư, đúng không các bạn? Người ta nói ba kim loại, sản phẩm thì chỉ có AgCU thôi ha. Vậy ba kim loại chắc chắn phải có kim loại dư, và dư ở đây không thể Al, tại Al nó hết rồi. Al hết thì mới tới lượt Fe phản ứng, đúng không? Cho nên là nếu kim loại dư thì chỉ có thể là thằng Fe chứ không thể Al. Như vậy ba kim loại chính là ba kim loại gì? Ag, Cu và Fe, đúng không? Rồi. Anh, giả sử mà em? Giả sử mà Al nó hết mà Ag nó còn. Nếu mà giả sử cái phản ứng số 1 của anh á là Ag cộng còn mà Al hết, thì phản ứng số 2 của anh sẽ là gì? Phản ứng số 2 của anh sẽ là Fe tác dụng với lại Ag cộng để tạo ra Fe2 cộng cộng Ag, đúng không? Thì bây giờ giả sử cái phản ứng số 2 này mà Ag cộng vẫn còn dư luôn thì sao? Thì Cu2 cộng có được phản ứng không? Không. Nếu mà cái phản ứng số 2 mà Ag cộng của anh vẫn còn dư thì Cu2 cộng không có cơ hội phản ứng. Mà nếu Cu2 cộng không có cơ hội phản ứng thì không có thằng Cu sinh ra, được không? Mà Ag cộng dư thì Fe cũng không có dư luôn, tại Ag cộng dư mà. Chỉ cuối cùng kim loại thu được có một thằng là Ag thôi, đâu có thỏa cái đề bài đâu. Kịp hiểu không? Cho nên là dù cái, nếu mà cái trường hợp cái phản ứng số 1 của anh á Al dư hay Al hết thì kiểu gì phản ứng số 3 vẫn là phản ứng này. Cái này phản ứng số 3 nó vẫn phải xảy ra để thỏa cái đề bài là ba kim loại. Chị hiểu cái này không? Như vậy thì ở trên là anh chỉ giả sử ha, tức là anh giả sử như vậy là dù giả sử kiểu gì thì cái kết quả ba kim loại vẫn là ba đứa này. Hiểu anh nói gì không? Giờ không thích thử giả sử Al dư đi, thì Al mà nó Ag cộng mà nó dư ở phía trên á thì kiểu gì muốn đạt được cái thỏa cái đề bài là ba kim loại thì ba kim loại nó vẫn là ba đứa này, không có cách khác. Tức là cái việc mà hết hay dư là nó phải thuộc vào cái dữ kiện cuối đó, đúng không? Ừ, thì anh đang cố gắng làm sao cho nó thỏa cái đề bài là ba kim loại nè, được không? Đang cố gắng làm sao vậy đó. Nhưng mà bạn thấy khó không? Khó. Nhưng mà anh đang nói cho các bạn là hiểu cái quá trình thôi ha, tức là cái quá trình phản ứng nó như vậy, và anh đang cố, anh đang lập luận để làm sao cho nó tạo ra một cái hỗn hợp của ba kim loại. Vì vậy các bạn nhìn nè, ba kim loại này nó có cái đặc điểm gì? Có phải là nó xuất hiện, các bạn thấy nó thứ tự xuất hiện như thế nào? Để ý cái thứ tự xuất hiện đi. Có phải ban đầu Ag sẽ xuất hiện không? Đúng không? Dễ hiểu thôi, Ag cộng phản ứng trước mà. Cho nên là trong sản phẩm Ag, kim loại Ag, kim loại bạc sẽ xuất hiện trước, được không? Nè, rõ ràng. Phản ứng số 1, phản ứng số 2, đến phản ứng số 3, Cu mới xuất hiện. Mà bây giờ người ta nói ba kim loại có nghĩa có kim loại dư, vậy thì trong cái đống kim loại nó phải có sắt. Thì các bạn thấy cái thứ tự mà anh tô không? Có phải là nếu như đề bài đang hỏi bao nhiêu kim loại, chúng ta sẽ đếm từ phải sang trái, kịp không? Đề bài nếu gặp cái dạng bài tập này, nãy giờ anh lập luận như vậy đó, các bạn thấy là nó phức tạp quá sao làm, đúng không? Dễ lắm, chỉ cái mẹo cho làm rất là dễ. Người ta nói hỗn hợp chất rắn gồm ba kim loại, người ta nói kim loại đúng không? Kim loại thì các bạn đếm từ phải sang trái, 1, 2, 3. Vậy ba kim loại đó là Ag, Cu và Fe, chúng ta chọn liền đáp án là câu A. Kịp không? Rồi, tiếp nha. Tiếp. Ủa, anh. Hả, sao? Em không cho phản ứng số 2 xảy ra được rồi. Em không cho phản ứng số 2 xảy ra hả? Vậy thì phản ứng số 3 cũng không xảy ra luôn. Ủa, thì cái Al và Ag rồi. Al và Ag đều hết anh. Không được hả? Giờ giả sử Al với Ag đều hết đi thì cái phản ứng số 2 sẽ là cái gì? Phản ứng số 2 là cái này luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ, nhưng mà kiểu gì đi nữa thì Fe cũng phải dư, nó mới có ba kim loại, và ba kim loại đó vẫn là Ag, Ag, Cu và Fe, không thể nào có Al được. Đúng không? Như vậy thì ở đây có rất là nhiều trường hợp xảy ra, đúng không các bạn? Rất nhiều trường hợp xảy ra, mình ngồi mình giả sử một hồi á, đầu nó rối tung lên.
đó, cho nên anh chỉ các bạn cái mẹo luôn. Nhưng mà các bạn phải hiểu là tại sao như vậy ha. Bởi vì sao nè? Bởi vì AG cộng nó phải ứng trước, cho nên AG phải xuất hiện trước. AG cộng hết rồi mới tới CU2 cộng, đúng không? Vậy thì CU sẽ xuất hiện tiếp theo, kịp không? Mà bây giờ có hai đứa rồi mà ba kim loại lần vậy thì phải là thằng Fe dư. Cho nên là các bạn thấy là nếu đề bài gặp cái đề như thế này mà người ta cho hỗn hợp chất rắn gồm bao nhiêu kim loại á, đếm viết dãy điện hóa ra, đếm từ phải sang trái, đếm 1, 2, 3, xác định ba kim loại đó khoa đáp án, xong. Được chưa? Nếu như kim loại, mình đếm từ phải sang trái. Còn nếu như muối, các bạn đếm từ trái sang phải vậy mà. Người ta cho kim loại đếm từ phải sang trái. Mình phải hiểu tại sao ha. Tại vì AG cộng phản ứng trước nên phải có AG sinh ra trước, nên các bạn đếm từ phải sang trái, được không? Còn muối mình đếm từ trái sang phải. Tại vì sao? Tại vì AL phản ứng trước nên AL3 cộng phải xuất hiện, phải xuất hiện đầu tiên, kịp không? Đó, mình dùng cái mẹo này mình làm tiếp câu số 41, kịp không nè? Nhớ nha, gặp những bài toán như thế này, kim loại đi với muối, người ta cho bao nhiêu muối trong sản phẩm hoặc bao nhiêu kim loại trong sản phẩm, thì nhớ rằng là nếu kim loại thì đếm từ phải trái, muối đếm từ trái phải. Rồi tiếp ha, 41. Fe kẽm AG, Fe 2 cộng trên Fe 3 cộng, trên Fe nè, Zn trước chứ quên, Zn 2 cộng trên Zn. Rồi ở đây thì nhớ là sắt thì phải viết hết cả hai cặp nha, sắt đừng có quên nha, được chưa? Rồi người ta nói dung dịch ít chứa hai muối, muối các bạn đếm từ trái sang phải vậy mà, được không? Muối chúng ta đếm từ trái sang phải, 1, 2, ok. Rồi tiếp, kim loại hỗn hợp gồm hai kim loại, kim loại đếm từ phải sang trái, cái này là muối, là kim loại. À, thì kim loại phải có AG và Fe. Được chưa? Rồi vậy chọn đáp án đi, hai muối trong ít sẽ là gì ta? Đây, câu B xong. Xong rồi. Thấy chưa? Rất là nhanh. Ha, thực ra nha các bạn. Này nói thêm thôi. Này là phần nâng cao hơn chút xíu. Thực ra nếu như câu này không cho cái phần này thì câu A vẫn có thể đúng. Nếu mà câu này người ta không cho bao nhiêu kim loại á thì câu A vẫn có thể đúng, được không? Câu A vẫn có thể đúng. Tuy nhiên khi người ta nói hai kim loại tức là có sắt dư, và các bạn nhớ nè, khi kim loại, khi chất rắn có sắt dư hoặc là CU sinh ra thì chắc chắn dung dịch không chứa sắt ba. Cái này đặc biệt là mấy bạn học nâng cao chúng ta ghi chú phần này vô giúp anh nha, tại mấy bài nâng cao rất hay có chỗ này, được không? Mấy bài nâng cao thì rất hay có chỗ này, cho nên phần này nếu mà cơ bản thì các bạn cứ làm theo cái mẹo giúp anh chỉ thôi. Đó là nếu mà muối thì mình đến từ trái sang phải, mình người ta toàn hỏi bao nhiêu muối, hai muối đếm 1, 2 lấy hai muối đó. Kim loại đếm từ phải sang trái, bao nhiêu kim loại đếm 1, 2 lấy hai kim loại đó. Ê, cái thằng quỷ này là không phải kim loại nha, Fe2 cộng với kim loại nha, nó là ion nha, đừng có đếm nó nha, đếm bậy bạ, được không? Tuy nhiên thì ở câu này câu A vẫn có thể đúng nếu như không có ý này, nhưng vì có cái ý đó, có hai kim loại tức là phải có sắt, mà trong chất rắn mà có sắt thì dung dịch không thể chứa sắt ba, nên loại câu A, được chưa? Đó là cái mà mình nói sâu hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì học cơ bản thì các bạn cứ nhớ cái mẹo đó giùm anh được rồi. Còn mấy câu mà nó sâu sâu như vậy thì nó sẽ khó hơn ha. Bạn nào học nâng cao thì mình lưu ý nè, được không? Nâng cao là phải hiểu cái đó nha. Rồi nắm được cái này không bạn? Bạn nào thắc mắc không? Rồi, vậy bây giờ các bạn làm tương tự giúp anh ha. Câu số 42, 43 làm nhanh lắm. 44
Thôi ba câu thôi, mấy câu còn lại làm y chang rồi. Rồi làm liền giùm anh ba câu này ha, 42, 43, 44. Chỉ cần viết giải điện hóa ra và sẽ xác định cho đúng hướng là các bạn làm được rất là lẹ. Rồi làm liền nha các bạn, 42, 43, 44. Bạn nào làm xong rồi giơ tay giúp ta nha để biết anh sửa. Cái gì đó. Bạn nào làm xong rồi giơ tay nha.
Rồi mấy bạn còn lại sao? Tới đâu rồi? Để anh sửa nha. Hoàng Giang tới đâu rồi em? Khánh Huy, Khánh Huy được rồi ha, Hoàng Gia được rồi, Duy Minh. Mình với Quang nè, hai đứa được chưa? Anh sửa được chưa hai đứa? Minh Quang với lại Quang Duy Minh. Rồi Quang được rồi ha. Rồi còn Minh đâu rồi? Phản hồi coi. Được chưa? Anh sửa được chưa? Lần nào cũng đợi tôi kêu hết trơn á. Rồi, sửa nha. 42 nè, cho Fe vào AG nội 3 CU nội 3 hai lần. Vậy bạn viết ra ha, Fe 2 cộng trên Fe rồi CU 2 cộng trên CU Fe 3 cộng trên Fe 2 cộng với lại AG cộng trên AG. Rồi, xong. Bây giờ người ta nói sau khi phưởng sẽ ra hoàn toàn thu được dung dịch X gồm hai muối và hai kim loại. Vậy hai kim loại chắc chắn là có gì? Đi kim loại mình đếm từ bên bên phải qua ha. 1, 2 và kim loại phải là AG và CU. Đúng không? Vậy chắc chắn mình phải giữ lại mình loại câu B. Được không các bạn? Rồi hai muối đếm từ bên này qua. 1, 2. Vậy Fe 2 cộng và CU 2 cộng. Như vậy các bạn sẽ chọn câu câu D. Dễ thôi, rất là nhanh. Bây giờ mình coi nó phù hợp hay không ha. Rõ ràng là có CU trong chất rắn nên không thể dung dịch chứa sắt bạc. Cho nên chắc chắn cái câu C là phải loại. Đúng không? Đã có CU thì không thể trong dung dịch phải có sắt ba. Biết tại sao không? Tại vì sắt ba nó phải ứng được với CU. Hiểu không? Không thể nào mà trong dung dịch có sắt ba mà cái chất rắn ở dưới có CU, tại hai tụi nó có thể phản ứng với nhau được mà. Nó phản ứng được không lẽ đứng nó nhìn. Đúng không nè? Cho nên là mình nhớ cái ý này ha. Đặc biệt là mấy bạn mà học nâng cao là cái này phải nhớ phải nòng lòng ha. Tại vì mấy cái câu bài tập nâng cao đó, cũng hay cho cái đó lắm, để cái đó là một dữ kiện rất quan trọng để mà loại đó, loại trường hợp, loại bớt trường hợp đó. Rồi câu số 43 ZnFe. Zn2 cộng trên Zn Fe2 cộng trên Fe. Rồi gì nữa? Cũng vậy luôn ha, CU2 cộng trên CU Fe3 cộng trên Fe2 cộng với lại AG cộng trên AG. Rồi. Hai kim loại chắc chắn là cũng AG và CU kim loại khi đếm từ bên bên phải qua ha. Rồi, câu B xong. Thấy không? Rất là dễ. ZnMg AG vào CU Cl2. Ủa, thu được hỗn hợp ba kim loại thì chắc chắn phải có thằng AG. AG nó có phản ứng đâu? Đúng không? AG nó không phản ứng ha. Rồi như vậy thì nếu mà các bạn sắp xếp thì sẽ có AG nè, CU với lại ZN. AG CU ZN chọn cô D. Mà mình viết cái dạy điện hóa ra rồi chúng ta chọn từ phải sang trái nếu như người ta nói kim loại. Nếu người ta nói muối thì chúng ta chọn từ trái sang phải. Ok ha. Rồi. Còn còn tại sao lại như vậy thì thực sự thì nó có khá là nhiều trường hợp, nãy anh giả sử khá là nhiều trường hợp các bạn rồi đó, nhưng mà cái kết quả cuối cùng muốn thỏa được cái đề bài như vậy thì phải có ba kim loại đó. Ok ha. Rồi đó là cái hướng để chúng ta làm đó, thì mấy câu lý thuyết ở dưới các bạn cũng tự làm giúp anh nha, mình nắm được cái đó là mình làm được rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay lại bài tập đó mất rồi đây đó. Vậy giờ sao? Đầu tiên bước số 1, các bạn xác định kim loại hoặc là muối trong sản phẩm. Tức là người ta nói ba kim loại đúng không? Ví dụ như là câu 33, sao phải ứng thu được à hai kim loại 6,44 gam hỗn hợp có hai kim loại. Vậy phải xác định được hai kim loại này là gì. Được chưa? Vậy trong dạng bài tập này phải xác định được hai kim loại này là gì. Xác định được không? Dễ, dễ, rất dễ. Nãy giờ mình làm rồi, rất là dễ. Bước số 2, các bạn không viết phương trình. Tại vì các bạn thấy giống như hồi nãy đó, nếu như mình viết phương trình nó sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra, đúng không? Không viết phương trình, dùng bảo toàn electron gì mà, tức là chúng ta sẽ lập cái sơ đồ siêu hóa khử, là mình không có dùng cái kia, không có dùng cái viết phương trình ha, tại vì nó rất là nhiều trường hợp xảy ra.
Được chưa nè? Rồi bây giờ câu 33 nhìn ha. 1,93 gram hỗn hợp Fe với Al tác dụng với CO2 cộng Ag cộng. Sau phải ứng thu được 6,44 gram hỗn hợp hai kim loại. Được không? Bây giờ mới viết những cái sơ đồ oxy hóa khử ra. Xác định kim loại với muối trong sản phẩm, các bạn suy ra luôn giúp anh. Từ đây suy ra chất nào hết, chất nào dư. Phải xác định được cái này. Này anh quên nói. Là từ cái việc mà mình xác định cái kim loại và muối trong sản phẩm thì từ đó bạn phải xác định cái nào hết, cái nào dư, cái này rất là quan trọng. Tại vì mình biết cái nào hết, cái nào dư thì mình mới thế được vô cái phương trình bảo toàn ở trong. Được ha? Rồi mình viết các cặp oxy hóa khử ra nè, Al3 cộng trên Al, Fe2 cộng trên Fe. Rồi gì nữa? Cu2 cộng trên Cu, Fe3 cộng trên Fe2 cộng, Ag cộng trên Ag. Được chưa? Rồi, đề bài đang cho các bạn Al, Fe, Cu2 cộng, Ag cộng. Xác định nè, hai kim loại, bước đầu tiên phải xác định kim loại đó là gì. Vậy hai kim loại đó chính là Cu và Ag. Đúng không? Hai kim loại là Cu và Ag. Rồi bây giờ các bạn biện luận, bây giờ mình lập luận coi chất nào hết, chất nào dư nè. Anh hỏi nha, Al với Fe hết chưa? Đúng không? Đề bài đang cho Al, Fe, Cu2 cộng với Ag cộng, đang cho mấy cái đứa đó. Được không các bạn? Vậy bây giờ nè, mình xét từng đứa một coi tụi nó hết hay chưa ha. Hết rồi. Al và Fe hết chưa? Hết rồi. Hết rồi, chắc chắn là hết rồi. Bởi vì sao? Nếu nó còn dư thì nó phải nằm trong đống kim loại. Đúng không? Mình chỉ thu được hỗn hợp gồm hai kim loại là Ag và Cu. Có thu được Fe với Al không? Không. Mình cho Al với Fe vào mà sau phản ứng không còn tụi nó nữa. Vậy có nghĩa là tụi nó hết. Được không? Các bạn sẽ ghi chú vào, bạn ký hiệu sao không được, nghĩa là mình ghi chú vô cái sơ đồ, cái dãy điện hóa luôn, để chúng ta biết coi cái nào hết, nào dư, để mình điền cái số mol cho nó chính xác nha. Để chúng ta điền số mol cho chính xác. Được không? Rồi. Ag cộng hết chưa? Mình sẽ đặt câu hỏi cho từng chất ban đầu của đề bài. Ag cộng hết chưa? Ag cộng là tại sao Ag cộng hết? Tại vì có hai kim loại. Tại vì nếu mà nó không hết thì Cu sẽ không phản ứng được. Đúng rồi. Nếu mà Ag cộng chưa hết thì Cu2 cộng đâu có được quyền phản ứng. Đúng không? Nó phản ứng theo thứ tự mà. Ag cộng phải phản ứng hết rồi thì Cu2 cộng mới tới lượt. Vậy thì ở đây rõ ràng các bạn thấy nó đã sinh ra Cu, vậy có nghĩa là Cu2 cộng nó tham gia phản ứng chưa? Rồi. Nó đã tham gia phản ứng rồi, vậy có nghĩa Ag cộng hết luôn rồi. Thằng này hết mới tới lượt Cu2 cộng thì nó mới sinh ra Cu được chứ. Đúng không? Rồi vậy Ag cộng hết. Còn Cu2 cộng hết chưa? Chưa biết. Không có dữ kiện nào hết. Mà nếu mà chưa biết thì thường nó dư á. Ha, thường là Cu2 cộng nó sẽ dư, tại vì hai thằng này đã hết rồi. Cho nên là thường Cu2 cộng sẽ dư. Rồi, sau khi các bạn xác định xong, kể là Al thành Al3 cộng cộng 3E, Fe thành Fe2 cộng, cặp là cặp Fe2 cộng trên Fe nha, mình phải viết đúng, cộng 2E. Bên đây sẽ có Ag cộng cộng 1E để ra Ag, và Cu2 cộng cộng 2E ra Cu. Được không? Giờ thế số mol vô nè. Anh đặt số mol đây A với B. Bởi vì, nghe kỹ nha, anh viết ở đây luôn nha. Thế số mol các chất đã hết vào phương trình, tức là tụi nó hết rồi các bạn mới được quyền thế cái số mol ban đầu vào. Được không? Như vậy ở đây anh đặt số mol Fe và Al là A với B. Bởi vì Fe và Al đã hết cho nên là mình được quyền thế số mol vô. Đặt ngược lại nha, A, B. Mình được quyền thế số mol ban đầu vào phương trình. Tại tụi nó hết rồi. Hết rồi có nghĩa là lượng phản ứng bằng lượng ban đầu, đúng không? Vậy Al là A nè. Fe là B, kéo đây 3A, kéo đây 2B.
Làm cái này phải cẩn thận nha, mình phải hiểu mình đang làm gì nha. Nhắc lại cái bước này. Bước đầu tiên, viết cái giải đơn hóa ra, xác định giùm anh bao nhiêu kim loại. Cái kim đóng kim loại này là gì? Từ đó xác định chất nào hết, chất nào dư. Để con mình suy luận giống như nãy giờ nói. Sau khi xác định rồi, các bạn sẽ viết cái bảo toàn ở trong, mình thế số mol các chất đã hết vào phương trình. Có nghĩa là tụi nó hết thì cái số mol ban đầu nó mới bằng số mol phản ứng, mình mới được quyền thế cái đống đó vào phương trình. Ok. Rồi tiếp, AG cộng hết rồi, cho nên số mol ban đầu là 0.3, mình được quyền thế vô phương trình luôn. Vậy kéo qua đây 0.3. Được ha. Còn CU phản ứng là nhiêu không biết. Nhưng mà đề bài đang cho cái dữ kiện nè, 6,44 gram. Thấy không? 6,44 gram, 6,44 gram gồm gì ạ? Có phải gồm AG số mol 0.03 và CU không biết số mol không? Đúng không? Vậy từ đây các bạn tính được số mol CU không? Được. 6,44 gram mà mình đã biết là AG là 0.03 rồi. Được chưa? Vậy các bạn tính luôn giúp anh đi, tính liền giúp anh coi là CU là bao nhiêu. Mình sẽ tính được cái lượng CU sinh ra ha, tính được số mol CU sinh ra. Nhắc lại nha, đây là những cái số mol ban đầu là bởi vì ba cái chất này hết rồi mình mới được thế vô nha. Hiểu không? Còn CU 2 cộng chưa có hết cho nên mình chưa có thế nó vào, mình phải dùng cái dữ kiện khác để mình coi số mol phản ứng là bao nhiêu. Bao nhiêu? 0.05. Được không nè? Vậy CU sinh ra 0.05, vậy mình thế chỗ này 0.05. Sinh ra từ đâu? Sinh ra từ đây nè. Ha? Rồi các bạn kéo qua đây là 0.1. Được không? Vậy có phải bảo toàn electron tổng mol E bên trái bằng tổng mol E bên phải, đúng không các bạn? Vậy các bạn sẽ có gì? 3A cộng 2B bằng 0.03 cộng 0.1. Và một phương trình nữa là 1,93 gram, 27A cộng 56B bằng 1,93. Rồi từ đây giải AB là bao nhiêu. Khi mà có AB rồi thì tính được phần trăm khối lượng FE là xong. Được không? Rất là dễ. Rồi tính coi AB bao nhiêu các bạn. Không phải 0.3, không phải 0.5 à? 0.2 chứ. Hả? 0.03 và 0.02. Đúng không? Rồi. Thì phần sau tự tính tiếp nha, phần trăm khối lượng FE tự tính nha. Kịp không? Nhắc lại các bước nha. Xác định. Người ta đã cho các bạn bao nhiêu kim loại, bao nhiêu muối rồi, mình phải xác định cái đống đó là gì. Sau khi xác định xong, phải xác định coi chất nào hết, chất nào dư. Để chúng ta biết coi những chất nào hết, mình mới thế cái số mol tụi nó, số mol ban đầu của tụi nó đó vào cái bảo toàn electron, vào cái sơ đồ siêu hóa khử. Và từ đó mình mới dùng bảo toàn electron được. Được ha. Đó, mình cứ biết làm vậy thôi là bạn sẽ làm được ta. Rồi anh chờ xíu ha, xong mình làm thêm một câu nữa. Mình nghĩ. Rồi, qua nha. Các bạn nào thắc mắc không? Các bạn nào còn vướng chỗ nào không thì la lên.
Rồi vậy đi tiếp nha. Ok, bây giờ các bạn nhìn vô câu số 35. Anh cũng sẽ minh họa lại các bước làm lại cho các bạn. Đầu tiên mình phân dạng. Đọc đề phân dạng. Bài toán này cho kim loại tác dụng với lại muối. Đúng không? Vậy bài toán này kim loại tác dụng với muối. Mà người ta lại giấu số mol Ag NO3 và số mol Cu NO3. Vậy đây là bài toán nghịch. Nếu thuận là người ta cho rồi, đúng không? Vậy đây là bài toán nghịch. Nghịch có 3 kiểu, được chưa? Một á, kiểu đầu tiên là chỉ có một phương trình, nhìn vô một đống chất làm sao một phương trình được, đúng không? Nhìn vô là thấy đống phương trình rồi ha. Rồi cho nên là không phải dạng số 1, có thể là dạng B hoặc dạng C. Coi coi người ta nói gì. Chất rắn Z gồm 3 kim loại, vậy thì nó đích thị là dạng B, được không? Đó là cái cách để chúng ta xác định mình phân dạng ha. Khi các bạn phân dạng vô đúng chỗ rồi là mình biết là mình sẽ phải làm gì, hiểu không? Phân dạng đúng chỗ là mình biết sẽ làm gì ha. Rồi như vậy ở đây nè, bước số 1 là các bạn viết các cặp oxy hóa khử ra. Chúng ta có Al3 cộng trên AlFe2 cộng trên E, rồi tới Cu2 cộng trên CuFe3 cộng trên Fe2 cộng, Ag cộng trên Ag, được không? Xác định ba kim loại này là gì. Khi người ta nhắc tới kim loại tức là mình đếm từ phải sang trái, vậy ba kim loại đó phải là Ag, Cu, Fe. Cái này là ion không phải kim loại nha. Cái Fe2 cộng á có chừng lộn nha. Anh gạch chân những cái chất đề bài cho. Rồi, vậy sau khi các bạn xác định được là muối cái kim loại đó là gì rồi, phải xác định tiếp với anh đó là chất nào hết, chất nào dư. Vậy bây giờ bốn cái chất mà anh gạch chân màu đỏ, các bạn xem coi cái nào hết, cái nào dư. Mình xét từng cái nha. Al hết chưa? Thôi giờ hỏi này cho dễ nè. Ag cộng hết chưa? Ag cộng hết chưa? Rồi. Ag cộng phải hết thì mới có Cu sinh ra. Vậy cái này hết. Cu2 cộng hết chưa? Hết luôn. Cu2 cộng phải hết thì Fe mới dư, đúng không? Này phản ứng hoàn toàn mà, được không bạn? Sau phản ứng thu được nó phản ứng hoàn toàn, vậy thì Fe nó đã dư rồi, đúng không? Fe là chất phản ứng với lại muối mà, vậy thì kim loại nó đã dư thì thằng muối phải hết, vậy hai đứa này phải hết luôn, được chưa? Vậy Al còn không? Al hết chưa? Al hết chưa? Al hết rồi, mình cho Al với Fe vào mà sau phản ứng chất rắn không có Al, vậy là Al hết rồi chứ gì nữa, đúng không? Chất rắn ban lúc sau nó làm gì có Al, vậy thằng này hết luôn. Rồi xong, xác định đã xong. Giờ mình kẻ cái sơ đồ siêu hóa khử ra. Al0 lên Al cộng 3 cộng cộng 3E, Fe0 lên Fe2 cộng cộng 2E. Đây có Ag cộng, cộng 1E ra Ag. Cu2 cộng, cộng 2E ra là Cu. Rồi, giờ thế số mol vô nha. Vì Al hết, nghe kỹ nha. Vì Al hết nên được quyền thế 0.03 này vào phương trình. Chỉ những thằng nào hết mình mới thế số mol ban đầu vào phương trình thôi. Tại vì nó hết rồi thì số mol phản ứng bằng số mol ban đầu. Nghe kỹ ha, các bạn làm từ từ. Mình nhẩm trong đầu những cái câu mà nãy giờ anh nói vậy đó, các bạn sẽ làm đúng. Tại vì cái dạng bài này nó hơi phức tạp, được chưa? Mình làm từ từ ha. Rồi các bạn kéo qua số mol của electron là 0.9. Rồi tiếp, Ag cộng. À, người ta nói gì đây? Ag NO3 với Cu NO3 hai lần có cùng nồng độ mol, vậy anh đặt số mol là ít với ít. Tại khi nó cùng nồng độ mol thì nó sẽ cùng số mol, được không? Vậy anh đặt số mol hai đứa đó là ít với ít ha. Rồi bởi vì Ag cộng và Cu2 cộng hết luôn cho nên thế số mol ban đầu cho nó vào luôn. Rồi kỳ bóng bạc, ok ha. Rồi bây giờ ở đây Fe nè,
FE ban đầu là 0,5, không được thế 0,5 vào đây bởi vì FE dư, đúng không? FE dư là cái chắc luôn, bởi vì trong cái kim loại, hỗn hợp kim loại nó có FE. FE dư nên không được thế 0,5 vào phương trình. Nhớ nha, chỉ được thế số mol những chất gì? Chất đã hết vào phương trình thôi. Còn ở đây chúng ta đã biết là FE dư rồi, mình không được thế với 0,5 vào phương trình. Tại đó là số mol ban đầu, nó không phải số mol phản ứng. Được chưa? Rồi, vậy tới đây là mình mới làm được như đó thôi, chưa được thế số mol FE vào. Đọc tiếp. Cho Z, vậy trong Z chứa gì đây? Z là phải chứa Ag ít mol, Cu ít mol, FE không biết bao nhiêu mol, anh đặt là Y. Lượng FE này lượng FE dư nha. Không biết bao nhiêu mol, đặt nó là Y. Cho Z tác dụng HCl dư, thu được 0,035 mol khí. Khí này chắc chắn là khí H2. Rồi vậy hỏi là ba đứa này thằng nào tác dụng HCl? Cái này phải trả lời đúng, đúng không? Đó là FE. HCl và H2SO4 loãng thì chỉ phản ứng với những kim loại trước hydro trong dãy hoạt động hoặc kim loại thôi, hay là dãy điện hóa đó, trước H trong dãy điện hóa. Cho nên Ag với lại Cu là không có cửa phản ứng nha. Được không nè? Vậy thì chắc chắn cái số mol H2 này là sinh ra từ phản ứng FE tác dụng với HCl. Và các bạn nhớ công thức gì? Số mol H2 có phải là bằng số mol kim loại nhân hóa trị chia 2 không? Đúng không? Mình dùng công thức này để chúng ta làm nhanh hơn. Còn không thích thì các bạn viết phương trình ra. Không thích thì mình viết FE cộng HCl ra. FeCl2, nhớ là 2 nha, cộng H2. Được không? Thì kiểu gì các bạn cũng sẽ tính được cái Y này nó sẽ bằng 0,035. Được chưa? Tại hóa trị đây là hóa trị 2. Bạn thấy vô đi thì số mol H2 sẽ bằng số mol của FE luôn. Còn hai đứa này không phản ứng, không có tính nha. Đừng có lôi ít vô nha. Hai đứa đó không phản ứng, không có tính. Vậy ở đây số mol của FE là 0,035. Vậy điều này có nghĩa là gì? Lượng FE ban đầu là 0,05. Lượng FE dư là 0,035. Vậy suy ra số mol FE đã phản ứng ở phản ứng ở trên á có phải là 0,05 trừ 0,035 là 0,015 không? Kịp chỗ này không nè? Bởi vì số mol H2 sinh ra là 0,035, suy ra số mol FE có dư ở trong cái hỗn hợp Z đó là 0,035. Mà FE ban đầu là 0,05, lượng FE dư là 0,035, suy ra số mol FE đã phản ứng là 0,015. Lúc này mới thế cái 0,015 vô chỗ này, kéo qua đây 0,03. Kịp không? Vậy ở đây mình sẽ có bảo toàn mol electron ham, tổng mol E bên trái bằng tổng mol E bên phải, thì suy ra gì? 0,09 cộng 0,03 bằng x cộng 2x. Thì từ đây suy ra x bằng 0,04 mol. Được chưa? Rồi, vậy nồng độ mol mỗi muối thì có phải lấy số mol chia cho thể tích thì ra được nồng độ là 0,4 mà lớn chưa? Xong rồi. Rồi đó, ổn không? Làm từ từ từng bước vậy là sẽ làm được nha. Rồi được không các bạn?